Xin chào tất cả anh em. Thì bây giờ mình sẽ nói rõ hơn về cái chương trình mà mua khám có phiếu trúng thưởng nha anh em. Thì đây là ba cái sản phẩm bên mình, đó là ba cái loại khám. Thì cái này là khi anh em mua khám này, anh em khui ra, nếu mà nó có cái túi như thế này vậy nè, nghĩa là anh em đã trúng. Còn anh em mà khui ra không có phiếu là không có trúng nha anh em. Thì cái phiếu nó gồm đây. Đó là cái này mình che lại thôi, có gì cái tóc nó bắt mất không. Đó, ở trên mình có một cái phiếu, một giấy dày với một cái tờ vé số. Đó, một phân nửa tờ vé số. Thì cái này là cái đuôi thôi, còn cái đầu là mình giữ. Đó, thì ở trên đây nó sẽ có ghi là cần gì. Đây nè, nó sẽ có ghi cái tên cần. Thứ nhất là cái tên cần, thứ hai là cái mã của cái phiếu trúng và cái ngày là mình nhập vô. Đó. Đó, thì khi mà với lại cái số number của mình trên này đó, thì có gì anh em khui ra mà có anh em cứ alo cho mình hoặc là anh em cứ nhắn trực tiếp cho mình thì mình sẽ liên hệ với anh em lại trở lại anh em, mình xác nhận cái mã xong và mình sẽ trao phần quà đến anh em. Phần quà là gồm một trong ba cái cần này đó. Thì hiện tại là mình còn 180-190 cây thì mình sẽ làm cho anh em trúng hết luôn. À, nhưng mà túng từ từ chứ không phải túng một lượt nha, túng một lượt rồi mình banh chành luôn, phá sản luôn á anh em. Đã túng từ từ nha. À, túng từ từ, khi nào mà hết cần thì thôi. Chứ mấy cái này thì hiện tại là mình đã bỏ nay là cũng cả năm trời, mình không có làm hình ảnh gì nữa hết, mình không có bán nữa. Và mình sẽ cho anh em túng hết. Thì cần là gần có đây, đây là cái cần Mê Công Quam. Thì cái này là 3m, phen Fuji Sheet, Fuji Sheet bướm nha. Giá là 2 triệu một cây, giá sale còn 2 triệu. Đó, thì cái này là mình sẽ để anh em trúng. Rồi đây là cây Monster, cây này cán gỗ nha anh em. Thì cây này là fan Fuji bướm, giá là 1.550.000, trúng luôn. Đó, đây là cây Long Cát, 3m fan Fuji, fan Fuji bướm. Đó, cũng 1.550.000. Thì khi anh em mua một trong ba sản phẩm cám bất kỳ bên mình, anh em sẽ có cơ hội trúng một trong ba cây cần này. Đó, toàn bộ là ba cái sản phẩm cám đều có cơ hội trúng với nhau hết nha. Đó. Và một cái quan trọng là anh em tới tiệm đồ câu gần nhất của anh em mua thì mới trúng nha. Còn anh em mà liên hệ mình mua trực tiếp mình là không bao giờ trúng. Tại vì phiếu trúng là mình biết hết trơn rồi, mình không có để mình trúng đâu. Với lại người nhà, người thân, người quen của mình cũng không có cơ hội trúng. Anh em yên tâm nha, mình chơi công bằng lắm, yên tâm. Không có kiểu mà mình làm mình cho người nhà trúng đâu, không có. Tại vì mấy cái này là mình không có bán nữa, mình không có muốn tìm cái lợi nhuận gì đó nữa, nên là mình sẽ quăng cho trúng hết. Thì tổng hết là nó tầm khoảng 200 mấy tới 300. Ok anh em ha. Thì là trúng hết thì mình nghỉ, mình ngưng cái chương trình này, mình sẽ làm chương trình khác. Ok, cảm ơn anh em nhiều. Còn cái vấn đề đáng thắc mắc nữa là anh em hỏi mình làm sao biết là khi anh em mua đã trúng cái lô mà có trúng thưởng hay là không có trúng thưởng. Thì cái này anh em đừng có bận tâm tới nó, vì cái chương trình này là nó cũng may mắn hên xui thôi đó, anh em đừng ép tiệm quá. Với lại là cái này là khi mà mình tung cái đưa cái clip này ra là mình đã âm thầm mình bỏ mấy cái phiếu trúng vô trước tới cả tháng trời rồi, mình đã phân phối tới mấy tiệm đầu câu hết rồi. Và khi mà clip này đăng lên là đã có tới 5 người trúng đó, mình đã trao hết 5 cái phần quà đó rồi. Anh em có thể cập nhật ở trên cái YouTube á, YouTube, còn không thì trên cái dép lồ cái giá lồ, không thì trên cái fanpage của mình á đó. Anh em có thể lên đó anh em coi là anh em thấy mình có đăng lên đó anh em. Những người trúng người ta liên hệ mình có đăng lên cho anh em coi hết rồi, anh em cứ lên đó anh em coi ha. Đó, cho nên anh em yên tâm, đừng có bận tâm về cái vấn đề mà mua trúng cái lô này lô kia rồi đâu, cái này nó cũng hên xui thôi nha anh em.